Phô. Chúng ta sẽ đến với trận đấu bản lề của xe đấu thứ tư. Quân vô thường được đánh giá là nhỉnh hơn rồi, nhỉnh hơn nhiều ấy. Khi Greg của xi măng đối đầu với phô của vô thường. Chúng ta sẽ cùng với chờ đợi bài vở thôi. Hy vọng là một bài Greg đẹp. Chém chết phô. Đây là bầy hươu đầu của xi măng. Bầy hươu 6. Khá xa so với vị trí nhà chính. Xi măng quyết định sẽ vẫn đá bầy hươu này về với nhà chính. Gỗ đầu là gần. Nhưng cây gỗ 75 là sát nhà chính. Đang cố gắng để đá bốn con hươu đầu tiên về với nhà chính nhanh nhất. Rồi. Khá là ok. Hai dân đi dò ngay từ những thời điểm ban đầu để tìm thấy những đồ ăn sớm hơn. Cố gắng lên đời thật sớm, có thể thi đấu được với phô. Phô là một loại quân ép đời tốt, lợi thế chặt gỗ nhanh, cơ cấu nhà cửa tốt và cũng có rất nhiều bài để khắc chế Greg. Greg thì chả có cái gì để chống cả, chống phô cả. Có mỗi một bài là lên sớm và chém phủ đầu đội bạn ngay ở những thời điểm ban đầu. Chưa thấy nhiều đồ ăn dành cho xi măng. Quân xấu hơn và bài thực sự là chưa ủng hộ. Mới chỉ thấy một bầy hươu đầu 6 thôi. Ôi lâu. Cái gì thế này? Như vậy là xi măng vừa phải nằm xuống một con lông dân. Có một bãi quả phụ khá xa. Đây rồi. Thêm một bầy hươu nữa. Quân đã xấu hơn và đồ ăn của chúng ta cũng chưa thực sự đẹp. Đồ ăn là hơi xa. Bầy hươu mấy đây? Dường như là một bầy hươu khá to. Bầy hươu 6. Kích đời anh ơi. Ôi không. Như vậy là ở vị trí này là một bầy hươu đôi. Thêm một voi nữa. Giá như xi măng đặt chiếc BS chậm hơn một chút nữa thì sẽ có một vị trí đặt BS mắc binh. Một bài Greg không lên được sớm. Nhưng mà lực là ổn. Xi măng soi chỉ số rất nhanh. Không biết là bên kia đánh với bao nhiêu nông dân đây. Như vậy là thêm một đôi voi. Dường như là 12 hoặc 13 con voi hươu gì đấy. Khá là nhiều.
BM. Và đây là vị trí BL. Một trận kích 11 sớm của xi măng. Vô thường đang có điểm số cao hơn. Dường như trận này vô thường lên đời sớm hơn rồi. Vô thường cũng không lên đời sớm hơn xi măng lắm đâu. Như vậy là bài phô này đánh chém. Hai nhà rất gần nhau này. Greg ôm bom công P cũng không ổn lắm. Đôi bạn cũng có những con sọc đơn và những đơn vị cung R. Công Y. Vậy em bắt giò. Rồi. Bắt được giò không? Như vậy là bắt được giò của vô thường rồi. Chết ba dân, đổi lại chúng ta bắt được con giò. Có vẻ là hơi khê thì cho xi măng à. Đội bạn đánh 1L mà 1A. Rồi. Phô các bạn có thể thấy vô thường khoanh được khoanh ruộng khá nhiều ruộng, lượng gỗ là dồi dào. Vẫn cố gắng để thi đấu, cố gắng lên nè, cố gắng lên anh, liệu có highlight không? Đang đi vào khoanh ruộng của vô thường. Như vậy là không, vô thường có những pha vẻ e là tốt để giữ khoanh ruộng này. Đi vòng một tơn. Như vậy là vô thường cũng đã có bánh xe và có những đơn vị cung R rồi. Ăn thêm được những con lông, ăn thêm được những con nông dân. Vậy là lọt bãi gỗ. Tươi đấy. Tiếp tục là những con lông dân. Tham lai của xi măng 27 rồi. Cố gắng lên anh. Lọt 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 lọt. Một tơn lọt định mệnh. Nhưng mà vô thường cũng rất tỉnh. Chạy dân là khá sớm. Thường quá nhở. Vậy ấy. Vẫn chưa đi vào được khoanh ruộng này của vô thường. Như vậy là vô thường cũng bung ruộng rồi. Chúng ta cố gắng về đưa về thế quản map để ý bãi vàng anh. Rồi ok. Kích chém 4. Chúng ta vẫn còn ruộng ở nhà chính. Sẽ đưa về thế quản map. Vô thường cũng tách những đơn vị quân quản khá khó chịu. Đi ăn hoang bãi quả anh. Bãi quả giữa bản đồ. Đấy. Tham lai của xi măng vẫn giữ là. Như vậy đây là lông dân của màu hai vô thường này. Dường như một tôn vô thường không để ý. Không. Bãi vàng ở nhà chúng ta cũng bị vô thường phát hiện rồi. Ăn hoang thêm được một bầy hiêu. Tiếp tục đuổi theo những con nông dân của vô thường. Dường như một bài vô thường cũng không khỏe đâu. Một trận mà vô thường đánh hỗn mã. Sọc đơn kẹp cung R. Để đối đầu với Greg của xi măng.
Xi măng đang muốn quay pattern này. Khá đông quân của vô thường. Vô thường đang chọn thế đứng là rất đẹp. Những con sọc đơn sẽ áp sát những con ngựa chém vào những con cung R sẽ bắn chùa đằng sau. Liệu có ăn được turn này không? Có vẻ là hơi sương. Khó rồi. Nhường thôi. Như vậy tỷ số là 1-2 trong set đấu thứ tư. Thank you.